Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết du lịch ngày mùng 2 tháng 5 của kênh VTC14. Trong đêm nay và ngày mai thì áp cao lục địa suy yếu tạo điều kiện cho áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về khu vực phía đông. Do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn nên miền Trung giảm mưa và nhiệt độ có xuống tăng lên. Khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trời ít mây và ngày nắng. Khu vực miền Đông nắng nóng, đến chiều thì có mưa rào và rông ở một vài nơi. Sau đó thì một khối khí mát trên lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta, nén và làm đầy dần lên vùng áp thấp nên ở phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội. Từ chiều tối mai trời sẽ có mưa trên diện rộng và nền nhiệt độ ở khu vực này giảm từ 3 cho đến 5 độ, không khí trở nên mát mẻ hơn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hai ngày lễ lớn đã trôi qua, chúng ta lại bắt đầu với một tuần làm việc và học tập mới. Có thể nói không chỉ những ngày lễ lớn mà với bất kỳ ngày nào trong năm thì Nha Trang luôn là một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng thời tiết mát mẻ quanh năm. Khi đến với Vinpearl Nha Trang, du khách còn được thỏa sức vui đùa, thư giãn và hòa cùng thiên nhiên, tận hưởng những không gian lãng mạn yên bình. Ngoài ra thì du khách cũng đừng quên ghé thăm Trúc Lâm Tịnh Viện để xa rời với bộn bề lo toan của cuộc sống và tìm về với những cảm xúc yên bình và sâu lắng của tâm hồn trong ngày hôm nay và một ngày tới thì thời tiết ở đây phổ biến đêm không có mưa, ngày nắng cùng nền nhiệt dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ. Sang đến ngày cuối tuần thì thời tiết có chuyển mưa rào về chiều tối nhưng nhìn chung thì vẫn còn thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách. Tiếp theo xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Tây Bắc, thời tiết liên tục có những thay đổi mưa nắng đan xen. Từ chiều tối mai trở đi, thời tiết có mây rông phát triển và nhiệt độ giảm mạnh. Đề phòng những thời tiết cực đoan như là mưa đá và rông lốc có khả năng quay lại. Do vậy, nếu có kế hoạch du lịch tại khu vực này, du khách cần chú ý. Thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ, thời điểm sáng đến trưa chiều thì trời có mây và mưa nhẹ vài nơi. Xong cũng sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối mai và đêm mưa rông sẽ xảy ra trên diện rộng. Nên nhiệt giảm nhanh, trời sẽ lạnh. Các hoạt động trên biển sẽ không thuận lợi và đề phòng rông lốc xoáy có khả năng xuất hiện gây nguy hiểm cho tàu thuyền du lịch. Tại Hà Giang nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 31 độ, tại Hải Phòng dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ, còn tại Vịnh Hạ Long nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Tại đây trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết chưa có sự thay đổi gì đáng kể, trời vẫn nắng nhiều nhưng từ đêm mai trời sẽ chuyển mưa và mây rông phát triển do khối khí lạnh tràn về và độ bất ổn định trong khí quyển tăng cao, cần đề phòng rông lốc xoáy có khả năng gặp lại. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 28 độ, đoạn vào khoảng 70%. Phong Nha, Kẻ Bàng, giao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ. Còn tại khu vực Cổ Đô Huế, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng 25 độ, cao nhất là 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam Đèo Hải Vân, tiết trời vẫn còn nắng nhiều, khả năng tại các tỉnh ven biển mây phát triển gây mưa nhẹ. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 33 độ. Hội An, giao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 22 độ, cao nhất phổ biến từ 29 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Nha Trang đến Khánh Hòa, Bình Thuận, mây có phát triển nhưng thời tương đối tạnh giáo, chỉ có mưa nhỏ vài nơi về chiều. Ở vùng biển, song gió hướng đông chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km nên thuận lợi cho các chuyến du lịch khám phá biển. Khu vực Tây Nguyên mưa cũng có dấu hiệu giảm hơn những ngày trước, nắng nhiều trở lại và tiết trời có phần hơi oi vào giữa trưa. Do vậy mà trong quá trình tham quan hay là nghỉ dưỡng, du khách cần chú ý đôi chút. Tại Pleiku, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 31 độ. Buôn Ma Thuột động trong khoảng từ 21 đến 34 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 16 độ, cao nhất phổ biến từ 25 đến 26 độ. Thưa quý vị và các bạn, do khối khí nóng nén sâu xuống phía Nam, bao trùm lên khu vực Nam Bộ, do vậy mà ở miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nắng nóng. Trong khi ở miền Tây Nam Bộ phổ biến ban ngày trời nắng, nhưng nhờ có hệ thống kênh rạch tràng chịt, độ ẩm cao cho nên thời tiết dễ chịu hơn, với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng 34 độ. Tại khu vực Tây Ninh nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 37 độ tại Cần Giờ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ, còn tại rừng U Minh nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. Cuối cùng sẽ được chuyển sang những thông tin dự báo trên hai hòn đảo du lịch Phú Quốc và Côn Đảo. Tại đây thời tiết trên toàn vùng biển phía Nam sóng gió đều ở mức yếu, về chiều thì mây có phát triển hơn và có khả năng có mưa rông nhẹ xuất hiện. Tuy nhiên thì tàu thuyền vẫn có thể hoạt động bình thường vào các thời điểm trong ngày. Bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14 xin được khép lại ở đây. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ lựa chọn được một điểm đến lý tưởng cho chuyến hành trình của mình. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.